mới chỉ xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng loại trà sữa hai ngăn hay còn gọi là trà sữa đôi với điểm cộng là đựng được hai loại trà sữa khác nhau trong cùng một ly đã kịp khiến nhiều người săn lùng tìm uống thử. Để tạo ra sự riêng biệt nhằm hút khách trong thị trường trà sữa vốn đã bão hòa ở thành phố Hồ Chí Minh, các tiệm trà sữa liên tục đưa ra các biến tấu mới mẻ và lạ lẫm. Cụ thể, chỉ trong cuối năm 2015, nửa đầu năm 2016, Sài Gòn đã xuất hiện hàng loạt loại trà sữa mới như trà sữa xô, trà sữa bồng gòn, trà sữa bóng đèn, trà sữa tháp, trà sữa úp ngược. Và khi nhiều người còn chưa kịp làm quen hết với các loại trà sữa ấy, thì vài ngày gần đây, giới trẻ Sài Gòn lại có dịp xôn xao bởi một hình thức trà sữa mới nữa, đó là trà sữa ly hai ngăn. Cụ thể, thay vì đựng trà sữa vào ly tròn bình thường, một quán trên đường Hoàng Sa đựng trà vào chiếc ly nhựa hình tròn được chia đôi làm hai ngăn. Như vậy, thực khách có thể thưởng thức cùng lúc hai loại trà sữa trong một ly. Chưa xét đến hương vị mà màu sắc của hai loại trà sánh cạnh nhau đã vô cùng hút mắt. Để kiểm chứng cho độ hot của nó, chỉ cần một thao tác tìm kiếm rất đơn giản trên Google với từ khóa trà sữa hai ngăn, bạn sẽ dễ dàng tìm được hàng loạt các tin bài, hình ảnh liên quan đến món đồ uống đang được giới trẻ săn đón này. Ở đây có hình thức là cái ly thì mình thấy là rất là thích thú và rất là có hứng thú để mà trải nghiệm thử. Thì thật ra là trà sữa bây giờ thì cũng nhiều chỗ bán, nhưng mà mỗi chỗ có một chất lượng khác nhau. Có một số chỗ thì làm trà sữa rất là qua la, kiểu như là chỉ cho một trà sữa một béo thì đã thôi, nhưng mà ở quán này á, thì em cảm nhận được là trà sữa được làm từ mấy cái nguyên liệu mà có đàng hoàng nguồn gốc rõ ràng, trà hoặc là sữa đều có nhãn hiệu rõ ràng. Với lại sự tiện lợi thì là giống như là các cái bồ như bản thân chị em mình này nọ thì thường đi thì không biết chọn cái gì, như là đứa này đứa kia, đứa này một vị đứa kia một vị, thì mình đi chung như vậy thì mình có thể uống hai vị cùng một lúc, cho nên là rất là tiện lợi và có thể là không cùng với nhau nữa vì mày chọn cái này mày ta chọn cái kia. Đối với mình là con gái thì mình thích rất là thích hay ăn vặt, và mình cũng rất là yêu thích cái món trà sữa này từ rất là lâu rồi, cho nên những cái món trà sữa thì mình đã thử qua hết rồi, nhưng mà mình thấy cái trà sữa đôi này rất là mới. Thì với một ly thì mình có thể uống được 2 tới 2 vị lần, thì có thể tăng cái sở thích của mình lên hơn nữa, mình có thể uống được nhiều hơn. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái trào lưu, thì đặc biệt là trà sữa nó rộ lên rất là nhiều, thì em thấy là cái trà sữa này nó tạo ra cảm giác mới mẻ cho mình. Theo chủ quán, loại hình trà sữa hai ngăn mới xuất hiện tại quán vào ngày 13 tháng 7 và quán mình là nơi đầu tiên ở Việt Nam bán trà sữa theo kiểu này. Chủ quán cho biết, một lần tình cờ xem trên mạng của nước ngoài và thấy chiếc ly có hai ngăn độc đáo nên tìm hiểu để áp dụng kinh doanh trà sữa cho quán. Tuy nhiên, quán gặp khá nhiều khó khăn khi ở Việt Nam không bán loại ly hai ngăn này. Thật ra là có một lần mình đang ở trên mạng thì mình có thấy một cái hình ảnh của một cái trang báo ẩm thực nước ngoài, thì họ có đăng cái hình ảnh này và mình thấy hình ảnh này khá là hay, thì mình có đem về và đăng thử lên một số cái trang trên Facebook, và mình thấy những cái giới trẻ họ ủng hộ khá là nhiều nên mình đã quyết định là làm cái sản phẩm. Thì ban đầu thì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về sản xuất nên là mình phải liên hệ khá nhiều bên. Cái khó khăn là họ không nhận những cái đơn hàng lẻ, nhỏ lẻ, mà họ chỉ nhận những cái đơn hàng rất là lớn, đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Và cái con số đấy thì mình không thể có, nhưng mà rất may là mình đã gặp một cái đơn vị sản xuất là họ cũng nhỏ thôi. Nên là mình đã trao đổi với họ qua email và họ đã nhận là ok, họ sẽ giúp mình với cái đơn hàng rất là nhỏ.
để khởi đầu, và nếu mà thuận lợi thì họ sẽ sản xuất lớn hơn cho mình. À, hiện tại thì bước đầu nó khá thuận lợi nên là mình đã đặt thêm một số lượng lớn với họ rồi. À, tất cả chất lượng đều an toàn vì nó là nhựa PP, nó là nhựa nó sản xuất ra tất cả các cái loại đồ dùng nhựa hiện tại gia dụng hiện nay đều là sử dụng cái loại nhựa này. Hiện tại quán có 4 vị trà sữa gồm trà sữa trân châu cơ bản, trà sữa Thái, hồng trà, trà đào. Mỗi vị trà sữa được bán từ 18 đến 25 ngàn đồng. Nếu thêm trân châu, thạch thủy tinh, bánh flan, sương sáo, mỗi loại phụ thu thêm 3.000 đồng nữa. Thế nên tùy khách chọn trà và topping mà mỗi ly trà sữa hai ngăn có giá khác nhau. À, mình mới bắt đầu đưa sản phẩm này cũng được khoảng một tuần đổ lại. Cũng khá bất ngờ là nhận được nhiều hơn cái sự mong đợi, cái sự ủng hộ của mọi người. Ban đầu thì mình cũng có thử nghiệm đó là đưa cái hình ảnh trên mạng thì mọi người cũng ủng hộ, nhưng mình cũng nghĩ là chỉ được một phần thôi. Nhưng không ngờ cái lượng ủng hộ thực tế thì tức là những người đến mua thực tế còn nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mà họ ủng hộ trên mạng, nên là khá bất ngờ. Mình thấy là tiện lợi thứ nhất là nó dành cho những cái hai người họ yêu nhau chẳng hạn, thì họ có thể chia sẻ một cái ly, thay vì mua mỗi người một ly, mỗi người một cầm, thì họ sẽ chỉ cần một ly rồi họ chia sẻ với nhau. Và cái tiện lợi là có những bạn mà họ không biết là nên chọn những cái loại gì thì họ có dễ dàng hơn, họ chỉ việc chọn một lần họ được hai sản phẩm luôn, thay vì là họ sẽ phải, rất nhiều người đã phải cân nhắc là không biết nên mua một trong hai bởi vì họ chỉ cầm được một cái thôi. Đối với giới trẻ thì những món ăn mới lạ luôn là điều cuốn hút khó cưỡng lại. Khi thông tin về món trà sữa đôi xuất hiện dày đặc thì cũng là lúc các bạn trẻ có mặt tại đây thưởng thức và cập nhật liên tục trên mạng xã hội. Không thể phủ nhận, mạng xã hội đã góp phần không nhỏ tạo nên độ nóng cho loại thức uống này. Nhiều người đến đây không vì thưởng thức mà đơn giản chỉ là check-in. Có một khách hàng đến rồi họ thấy cái ly khá là tiện lợi, khá là đẹp, khá là mới. Họ chụp hình chia sẻ và bạn bè họ cũng vào và hỏi, và họ cũng chia sẻ và nó tạo nên cái sự chia sẻ rất là nhiều. Đối với em thì em rất là thích trà sữa từ lâu rồi. Thì lâu lâu á thì em cũng kêu chị em qua chở em đi uống này uống nọ, và em thích nhất là trà sữa đôi vì nó có hai mùi. Em uống mùa nào cũng được hết, và có thể kêu thêm thạch nữa. Thế là nó rất tiện lợi vì có khi là mình uống không hết thì mình có thể mang về. Lại ly này là ly mang về nữa, và em còn có thể uống được hai hương nữa nên em rất là thích. Thế thì đó cũng là mới vì em rất là hay đi ăn. Rồi em cũng hay check in lên Facebook nè, em cũng đăng ảnh lên cho bạn bè, rồi mọi người cùng biết là em đi ăn món này món nọ. Em thấy rất là vui khi người ta hỏi thì mình có thể giới thiệu về cái quán ngon mình đã đi uống rồi, mình có thể đăng lên Facebook luôn. Loại ly đôi được làm bằng chất liệu nhựa cứng hơn ly giấy bình thường, cao khoảng 15cm với đường kính khoảng 7cm. Mỗi ngăn có thể chứa được khoảng 350ml nước, tương đương một ly trà sữa thông thường. Sau khi pha chế xong, mặt trên của hai ngăn được ép lại bằng giấy bóng để che kín, ngăn không cho trà sữa trào sang ngăn bên. Chủ quán bật mí, giá thành mỗi ly này khoảng 3.000 đồng. Đối với một ly đôi này, bạn có thể thưởng thức hai loại khác nhau, không riêng chỉ là trà sữa. Một bên có thể là trà sữa, ngăn bên kia có thể là trà đào, hoặc cũng có thể là nước trái cây sinh tố. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đã không biết bao nhiêu món thức ăn thức uống từng làm mưa làm gió nhưng rồi lại sớm nở tối tàn. Có lẽ nếu là một đam mê ẩm thực, chắc hẳn bạn chưa thể quên những món như xoài lắc, bánh mì nướng,
trái cây tô. Những món ấy từng được bày bán rầm rộ, nhưng đến nay nó đã thực sự không còn lôi cuốn được người dùng. Điều đó cho thấy rằng chất lượng và sự sáng tạo là điều kiện thiết yếu của những cửa hàng muốn giữ chân thực khách. Nếu mà về hình thức thì cái trà sữa đôi cũng chỉ là một cái dạng, nó là thay đổi cái dụng cụ để đựng trà sữa, nên về thời gian thì có thể nó sẽ cũng không còn nhiều sức hút nữa. Thì trong thời gian tới em đang liên hệ với các bên đối tác sản xuất chè của Việt Nam, tức là hiện nay thì 90% cái lượng trà sữa tiêu thụ Việt Nam đều là trà sữa nhập khẩu từ Đài Loan, trà sữa bột béo rồi các loại bột pha trà có sẵn. Thì em không thích những cái loại có sẵn này lắm, và em thấy Việt Nam mình cũng có rất nhiều các loại trà ngon, có tiếng. Và em đang liên hệ với khá là nhiều các cái bên sản xuất trà, trồng trà, và em muốn đưa cái sản phẩm đó là trà sữa mà pha bằng toàn bộ là tất cả nguyên liệu đều là của Việt Nam sản xuất. Thì thứ nhất là em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, bởi vì chi phí trà sữa Đài Loan khá là cao. Nhưng em và chất lượng thì em muốn đưa một cái loại trà sữa mới hoàn toàn so với những gì mà trà sữa Đài Loan họ đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay. Khi mà đưa cái sản phẩm này về, em đã bắt đầu liên hệ với các bên của sản xuất về bên trà, về bên sữa và về các bên sản xuất các loại topping đi kèm đều là của Việt Nam sản xuất cả. Và em liên hệ với các cái bên sản xuất ly tại Việt Nam để sản xuất ra cái loại ly này tại thị trường Việt Nam luôn, chứ không cần phải là sản xuất ly từ bên Đài Loan để chuyển về đây nữa. Em muốn một sản phẩm 100% là tại Việt Nam sản xuất luôn ạ. Giống như em đã nói thì nếu mà mình chỉ giữ được cái ly này, tức là nó chỉ thay đổi một cái dụng cụ để đựng trà sữa thôi, thì em cũng không tự tin lắm, bởi vì sau một thời gian thì nó cũng sẽ giống như các cái sản phẩm trước kia. Nên em... Nếu thích sự mới mẻ thì bạn hãy đặt chân đến đây và tìm mua cho mình một ly trà sữa đôi này để có thể theo kịp trào lưu nhé. Cầm trên tay trà sữa đôi, thưởng thức những loại trà sữa theo hương vị mình yêu thích trong những ngày trời oi bức thế này thì quả là một điều khiến người ta dễ chịu hơn hẳn.